để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị toàn thể nhân dân nắm rõ một số nội dung sau. Cơ quan tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì được sử dụng pháo hoa, gồm các sản phẩm như que, nến khi châm lửa đốt phụt ra các tia sáng đủ màu sắc, không gây tiếng nổ. Trong các trường hợp lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chỉ được đốt trong không gian của các sự kiện này. Tuy nhiên, mọi người cũng cần phải lưu ý, cơ quan tổ chức cá nhân khi có nhu cầu sử dụng chỉ được mua tại cơ sở được phép sản xuất, chế tạo, kinh doanh, đó là các tổ chức doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường mới được phép sản xuất, nghiên cứu, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các loại pháo hoa này. Nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hành chính, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện sản xuất pháo. Theo quy định tại điểm Y khoản 3, điểm E khoản 4, điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý hành chính, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, giao nhận hàng cấm. Quy định tại điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng và có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, quy định tại điều 190 và tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, quy định tại điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm. Trường hợp nếu đốt pháo tại nơi công cộng mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015. Mọi hành vi vi phạm về pháo sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để quyết tâm ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, chế tạo, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chủ động tìm hiểu, nâng cao hơn nữa nhận thức của bản thân và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến pháo, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết nói không với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, để vui xuân, đón Tết trong niềm hân hoan, phấn khởi, hạnh phúc và bình an.